Sự tức giận phản ứng với cái chết của George Floyd đã dẫn đến sự bùng phát thành bạo loạn, cướp bóc, nổ súng đầy thương tích và các cuộc biểu tình dữ dội đang nổ ra tại các thành phố trên khắp nước Mỹ. Các thành phố ở Mỹ đang quay cuồng vì bạo loạn, thắt chặt các hạn chế, thực hiện lệnh giới nghiêm, vệ binh quốc gia huy động khi Mỹ phải đối mặt với một đêm bất ổn khác. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa mọi người đi đến tham quan thành phố Los Angeles để cho mọi người xem thử ở đây như thế nào. Và đồng thời mình cũng cập nhật sơ qua về tình hình mới nhất tại Mỹ để cho mọi người cùng biết. Thì bây giờ, mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Los Angeles là thành phố lớn nhất ở California với dân số ước tính gần 4 triệu người. Đây là thành phố đông dân thứ hai của nước Mỹ sau thành phố New York và thành phố đông dân thứ ba ở Bắc Mỹ sau thành phố Mexico và thành phố New York. Los Angeles được biết đến với khí hậu địa trung hải, sự đa dạng sắc tộc, ngành công nghiệp giải trí Hollywood và đô thị rộng lớn. Nằm trong một lưu vực ở Nam California, liền kề Thái Bình Dương với những ngọn núi cao tới 10.000 feet, tức là 3.000 mét và sa mạc. Khu vực đô thị Los Angeles là nơi sinh sống của 13,1 triệu người, khiến nó trở thành khu vực đô thị lớn thứ hai trên cả nước sau New York. Los Angeles có một nền kinh tế đa dạng và tổ chức các doanh nghiệp trong một loạt các lĩnh vực chuyên nghiệp và văn hóa. Nó cũng có cảng container bận rộn nhất trên toàn châu Mỹ, một thành phố toàn cầu. Nó đã được xếp hạng thứ 7 trong chỉ số thành phố toàn cầu và đứng thứ 9 về chỉ số sức mạnh kinh tế toàn cầu. Khu vực đô thị Los Angeles cũng có tổng sản phẩm đô thị là 1.000 tỷ đô la tính đến năm 2017, trở thành thành phố lớn thứ 3 tính theo GDP trên thế giới sau khu vực đô thị Tokyo và thành phố New York. Los Angeles đã tổ chức năm 1932 và Thế vận hội mùa hè năm 1984 và sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè 2028. Trong 2 tháng rưỡi vừa qua ở Mỹ đã có cảm giác như đoạn phim mở đầu trong một bộ phim đen tối nhất lịch sử, nhưng chúng ta chưa từng xem bộ phim này trước đây. Không ai biết làm thế nào để những điều tồi tệ nhất, đen tối nhất có thể nhanh chóng qua đi. Nó dường như là một cơn ác mộng. Đầu tiên, đại dịch tấn công và các bệnh viện ở thành phố New York đã tràn ngập, nền kinh tế quốc gia đóng băng và thất nghiệp tăng vọt. Dòng xe kéo dài hàng dặm tại các ngân hàng thực phẩm, những người biểu tình khóa chặt vũ trang mạnh mẽ biểu tình trên cả nước. Tại Michigan, họ buộc quốc hội phải đóng cửa và các nhà lập pháp phải hủy phiên họp của họ. Trên toàn quốc, hơn 100.000 người chết vì dịch bệnh mà hầu như không ai nghe thấy trước đây. Có quá nhiều thứ khiến nước Mỹ bùng cháy ngay bây giờ. Thất nghiệp hàng loạt, một đại dịch gây ra sự bất bình đẳng về kinh tế và sức khỏe. Thanh thiếu niên không có gì làm, bạo lực cảnh sát. Trong tuần này, một sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis đã được quay phim quỳ trên cổ một người đàn ông da đen tên là George Floyd. Khi cuộc sống thoát khỏi anh ta, Floyd đã cầu xin rằng anh ta không thể thở được, lặp lại những lời cuối cùng của Eric Garner, người đã chết năm 2014 dưới tay các cảnh sát New York, đã giúp xúc tác cho phong trào cuộc sống đen tối. Cái chết của Floyd chỉ đến vài ngày sau khi ba người đàn ông Chocha bị bắt vì tội truy đuổi và giết chết một thanh niên da đen. Ahmaud Arbery, người mà họ thấy đang chạy trốn. Một công tố viên ban đầu đã từ chối buộc tội những người này với lý do hành động của họ là hợp pháp theo luật tự vệ của nhà nước. Những người biểu tình ở thành phố Minneapolis đổ ra đường, nơi họ gặp một phản ứng của cảnh sát khắc nghiệt hơn bất cứ điều gì mà các nhà hoạt động chống khóa súng của đất nước phải đối mặt. Và tối thứ tư, các cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo loạn. Và vào thứ năm, thống đốc bang Minnesota đã kêu gọi lực lượng vệ binh quốc gia. Kay Ellison, tổng trưởng lý của bang Minnesota nói rằng khi ông ấy đi ra ngoài hoặc đi bộ ở Minneapolis, ông ấy cảm thấy một nỗi lo lắng cuộn lại sẵn sàng cho mùa xuân. Theo ông, nhiều người đã bị giam giữ trong 2 tháng và giờ họ đang ở một không gian khác và một nơi khác. Họ bồn chồn, một số trong số họ đã thất nghiệp, một số trong số họ không có tiền thuê nhà và họ tức giận, giận dữ, họ thất vọng. Sự thất vọng đó có khả năng xây dựng bởi vì sự hủy hoại kinh tế từ đại dịch chỉ mới bắt đầu. Các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis đã lan sang các thành phố khác. Hơn một chục thành phố của Hoa Kỳ vẫn còn quay cuồng sau một đêm bạo loạn dữ dội, đã thực hiện các lệnh giới nghiêm vào ban đêm, thắt chặt các hạn chế, vệ binh quốc gia huy động. Hơn 1.000 người đã bị bắt vào tối thứ Bảy sau khi các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo lực và trong một số trường hợp gây chết người bạo loạn,
trong khi đó khoảng 5.000 thành viên vệ binh quốc gia đã được triển khai tại ít nhất 15 bang trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và đổ nát. Tổng trưởng lý William Barr cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng khi cuộc bạo loạn lan rộng ở các thành phố trên khắp đất nước, tiếng nói của các cuộc biểu tình ôn hòa và hợp pháp đã bị tấn công bởi các phần tử cực đoan bạo lực. Đã đến lúc ngừng xem bạo lực và đối đầu ngăn chặn nó, bạo lực và phá hủy tài sản liên tục gây nguy hiểm đến tính mạng và sinh kế của người khác và can thiệp vào quyền của người biểu tình ôn hòa cũng như tất cả các công dân khác. Chỉ huy Sở Cảnh sát Los Angeles, Corey Parker đứng giữa một số xe cảnh sát bị phá hủy khi một người phát nổ khi đang bốc cháy trong cuộc biểu tình về cái chết của George Floyd. Đám đông trên toàn quốc đã tịch thu vụ việc mang tính phân biệt chủng tộc để đòi công lý, nhưng các cuộc biểu tình đã trở nên ngày càng dữ dội, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tàn sát vào cuối tuần. Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho hạt Los Angeles khi hàng trăm kẻ cướp bóc hội tụ tại các cửa hàng ở trung tâm thành phố và đụng độ với cảnh sát. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti tuyên bố lệnh giới nghiêm vào tối thứ Bảy sau khi 500 người bị bắt và 5 cảnh sát viên bị tổn thương khi các cuộc biểu tình trở nên bạo lực. Một số 13 sĩ quan cảnh sát Philadelphia đã bị thương và hơn một chục người bị bắt giữ khi xe ô tô bị đốt cháy và các doanh nghiệp phá hoại trước nửa đêm. Thị trưởng Jim Kenney đã thực hiện lệnh giới nghiêm toàn thành phố bắt buộc bắt đầu từ 8 giờ tối và kéo dài đến 6 giờ sáng. Tại Denver, một chiếc xe ô tô đâm vào xe cảnh sát, làm bị thương nặng 3 sĩ quan và một thường dân và những kẻ bạo loạn được trang bị xà beng, gậy bóng chày, súng trường và súng ngắn tấn công cảnh sát và người biểu tình ôn hòa. Theo cảnh sát trưởng Paul Pazen, thống đốc Washington Jay Inslee đã kích hoạt 200 thành viên vệ binh quốc gia sau khi bạo loạn ở Seattle tăng cường, sau khi những người biểu tình đóng cửa xa lộ liên tiểu bang 5 qua trung tâm Seattle. Cảnh sát đã sử dụng đèn flash và bình xịt hơi cay để phân tán chúng. Các cuộc biểu tình bạo loạn, phá hoại và bạo loạn đã được báo cáo ở hàng chục thành phố khác. Thiệt hại cho xe cảnh sát và các cuộc tấn công chống lại các nhân viên thực thi pháp luật vào tối thứ Bảy đã khiến thị trưởng San Francisco, London Bridge, kêu gọi lệnh giới nghiêm ngay lập tức cho đến 5 giờ sáng giờ địa phương và yêu cầu nhân viên vệ binh quốc gia California được đưa vào chế độ chờ. Những gì chúng ta đang thấy tối nay, bạo lực, phá hoại và tội ác được thực hiện trong thành phố của chúng ta, không phải chống lại tài sản mà chống lại người khác. Đó là điều mà chúng ta sẽ không tha thứ, Bridge nói. Theo báo cáo trên khắp vịnh ở Emeryville, một địa điểm mua sắm nổi tiếng, những kẻ cướp bóc dường như đang chạy rầm rộ, đập vỡ cửa sổ và đánh cắp các mặt hàng từ các cửa hàng nổi tiếng, bao gồm Best Buy, Betmo và Urban Outfitter, theo báo cáo. Ngoài ra, thống đốc bang California, ông Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho hạt Los Angeles, theo Fox 11 đưa tin. Nhiều thành phố tăng cường sự hiện diện của cảnh sát với TV và phương tiện truyền thông xã hội cho thấy hình ảnh những kẻ bạo loạn bị trúng đạn xịt hơi cay hoặc đạn cao su. Tại Atlanta, Seattle, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Columbus, Denver và Minneapolis, trong số những người khác đã áp đặt lệnh giới nghiêm khi họ chuẩn bị cho nhiều bất ổn vào tối thứ Bảy đến sáng Chủ nhật. Các thống đốc bang Minnesota, Georgia, Ohio, Washington và Kentucky đã huy động lực lượng vệ binh quốc gia của họ. Thị trưởng Los Angeles yêu cầu vệ binh quốc gia khi thành phố nổ ra bạo lực. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti yêu cầu vệ binh quốc gia được triển khai khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát phá hoại các cửa hàng và các tài sản khác. Garcetti đã yêu cầu sự trợ giúp của lực lượng vệ binh quốc gia từ thống đốc bang California, ông Gavin Newsom và có tới 1.000 binh sĩ dự kiến sẽ đến vào lúc nửa đêm, theo NBC LA. Garcetti cũng mở rộng lệnh giới nghiêm tới toàn bộ thành phố Los Angeles, các thành phố lân cận của Beverly và West Hollywood cũng bị giới nghiêm. Cả Newsom và thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đều lên án bạo lực. Đối với những người tìm cách khai thác nỗi đau của người dân California để gieo rắc sự hỗn loạn và hủy diệt, bạn không được chào đón. Nhà nước của chúng ta phải xây dựng từ thời điểm này thống nhất và quyết tâm hơn bao giờ hết để giải quyết vấn đề về phân biệt chủng tộc và nguyên nhân sâu xa của nó. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti áp đặt lệnh giới nghiêm trong khu vực trung tâm thành phố. Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Los Angeles trong ngày thứ tư liên tiếp với những người leo lên xe buýt Metro và đốt xe cảnh sát để phản đối việc giết chết George Floyd, NBC LA đưa tin. Cho dù bạn đang huy hiệu, bạn đeo huy hiệu hay cho dù bạn cầm một tấm biển,
tôi đang yêu cầu tất cả Los Angeles hít một hơi thật sâu và lùi lại một lát, ném, Gassetti nói, để cho các nhân viên cứu hỏa của chúng tôi dập tắt ngọn lửa, để cho phép các sĩ quan hòa bình của chúng tôi thiết lập lại một số trật tự và để cho họ bảo vệ quyền lợi của bạn ở ngoài đó. Gassetti đã công bố lệnh giới nghiêm bắt buộc tại quận trung tâm thành phố từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng theo giờ PT. Tại San Francisco, đám đông đã diễu hành đến tòa thị chính và đóng cửa một lối ra xa lộ vào thứ Bảy sau một đêm biểu tình dữ dội, nổ ra khắp vùng vịnh dẫn đến cướp bóc, nổ súng và nhiều thương tích. Và mọi người ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình.